Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 16 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, Acer ROG Phone 2 sẽ là chiếc smartphone đầu tiên được trang bị con chip Snapdragon 855 Plus. Acer ROG Phone 2, thiết bị được phát triển dựa trên nền tảng vững chắc, đã được thiết lập bởi điện thoại ROG Phone thế hệ đầu tiên với màn hình AMOLED 90Hz, hệ thống là Matte Air Tegra, đồng thời cũng là một trong những smartphone chơi game tốt nhất hiện nay sẽ sớm được làm mới với con chip hệ thống Snapdragon 855 Plus vừa mới được ra mắt. Và ưu điểm của Snapdragon 855 Plus so với Snapdragon 855 thông thường trên các mẫu như là Galaxy S10 đó là tăng 15% hiệu năng đồ họa và tốc độ xung nhịp cao nhất từ 2.84GHz được nâng cấp lên 2.96GHz. Và sự gia tăng hiệu suất đồ họa có lẽ là cải tiến quan trọng ở đây vì nó sẽ cho phép hiệu năng mượt mà và ít độ trễ hơn khi mà chơi game. Các chuyên gia đang hy vọng rằng Acer sẽ hé lộ thêm thông tin về hệ thống làm mát cho con chip hoạt động với tốc độ cao như vậy vì đây là yếu tố để duy trì hiệu suất của máy cũng như là đảm bảo các game được vận hành trơn tru một cách liên tục. Giám đốc quản lý sản phẩm Qualcomm Kedar Kondrap cho biết trong một thông cáo báo chí là Snapdragon 855 Plus sẽ nâng tầm cho các game thủ ưu tú với sự gia tăng hiệu năng về CPU và GPU. Các bạn mến, gần đây thì Xiaomi đang có những nỗ lực để có thể tự sản xuất chip cho mình. Báo cáo gần đây nhất cho biết là doanh nghiệp Trung Quốc Xiaomi đã sở hữu gần 6% cổ phần công ty thiết kế chip Trung Quốc có tên là VeriSilicon để trở thành cổ đông lớn thứ tư khi nhà sản xuất smartphone này đang cải tổ lại hành trình tự thiết kế bán dẫn kéo dài nhiều năm của mình. Với trụ sở chính nằm tại Thượng Hải thì VeriSilicon có các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Mỹ và Trung Quốc. Mục tiêu cốt lõi của công ty là tạo ra đổi mới trong ngành công nghiệp bán dẫn. Thông thường thì công ty này sẽ đóng vai trò là nhà thầu hoàn thành một phần công việc thiết kế chất bán dẫn khác cho các công ty và Xiaomi đã trở thành cổ đông bên ngoài lớn thứ hai của công ty này. Và kể từ khi phát hành chiếc smartphone đầu tiên vào đầu thập niên 2010 thì họ đã phát triển nhanh chóng và trở thành hãng smartphone lớn thứ tư thế giới trong quý đầu tiên của năm nay. Tuy nhiên thì hãng này vẫn chưa gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực vi xử lý và Xiaomi đã thành lập một bộ phận bán dẫn vào năm 2014. 3 năm sau thì công ty đã giới thiệu con chip đầu tiên mang tên là Surge S1. Con chip này được sử dụng cho điện thoại thông minh Xiaomi Mi 5 nhưng chưa được quảng cáo rộng rãi. Tuy nhiên thì không lâu sau đó thì Xiaomi đã im hơi lặng tiếng trong lĩnh vực sản xuất này. Và cho tới tháng 4 năm nay thì một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ tiết lộ rằng Xiaomi sẽ thành lập một công ty con có tên là Bigfish chuyên sản xuất chip cho các thiết bị IoT. Các bạn mến, mới đây thì Realme thương hiệu con của Oppo đã ra mắt chiếc Realme 3i. Sở hữu tấm nền IPS LCD với kích thước là 6,22 inch với notch nhỏ gọn như giọt nước và tỷ lệ 19:9 so với độ phân giải là HD+. Mặt trước của thiết bị được tối ưu khá tốt với diện tích màn hình chiếm toàn mặt trước lên tới 88,3%. Và để nâng cao độ bền cho sản phẩm thì nhà sản xuất cũng đã trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 3. Và cung cấp sức mạnh cho thiết bị sẽ là bộ vi xử lý Helio P60 đi kèm với RAM 4GB và 64GB bộ nhớ trong. Được cài sẵn hệ điều hành Android 9 Pie với giao diện người dùng ColorOS 6. Và Realme 3i sở hữu hệ thống camera kép ở phía sau, bao gồm một cảm biến chính 13MP với khẩu độ là f1.8 và máy ảnh phụ là 2MP làm nhiệm vụ đo độ sâu trường ảnh. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hỗ trợ chế độ chụp ảnh đêm Super Nightscape, tăng giải tương phản động với Chroma Boost, Google Lens hay là nhận dạng cảnh AI và video chuyển động tốc độ chậm là 960fps và chất lượng là 720px. Và ở mặt trước cái thiết bị này có cảm biến 13MP nằm trong notch hình giọt nước và có hỗ trợ các tính năng khác như là AI Beautifying, HDR, AI Face Lock, v.v. Và các thông số còn lại của Realme 3i sẽ bao gồm biên pin dung lượng là 4230mAh và hỗ trợ các kết nối như là 4G LTE, Dual SIM, Wi-Fi băng tần đơn, Bluetooth 4.2, v.v. Và được biết là Realme 3i sẽ chính thức lên kệ vào ngày 23 tháng 7 tới đây với mức giá là 166 đô, tức là khoảng 2,7 triệu đồng cho phiên bản 3GB RAM và 32GB ROM. Còn với phiên bản là 4GB RAM và 64GB ROM sẽ có mức giá là 146 đô, tức là rơi vào khoảng 3,3 triệu đồng. Và Realme 3i sẽ có các phiên bản màu sắc đó là Diamond Blue, Diamond Red và Diamond Black. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!